Bây giờ là 12 giờ trưa các bạn ạ. Và em đang đến nông nghiệp để đi mua một ít đồ dùng cho làm nông trong năm nay. Ở đây thì rất là lớn. Đây là một trong những trung tâm bán vật tư nông nghiệp gọi là khủng. Làm ăn rất là ok các bạn ạ. Đúng là ở Hàn nông nghiệp cũng rất là được người ta ưa chuộng. Đặc biệt là những người già ấy, nhiều tuổi họ rất thích làm nông, cho nên là những cái đồ vật tư này bán cũng khá là chạy. Đặc biệt là những cái dụng cụ. Và ngày hôm nay thì em đang định đến đây để đi mua một cái đôi ống và một cái ghế. Đây như các bạn thấy thì ở đây họ bán đầy đủ các loại vật tư, đóng gói này, rồi nhâm ươm giống này. Nói chung là cái gì cần cho nông nghiệp ở đây cũng có. Rất là lớn, ở đây phải đến hơn 1.000 mét vuông ấy, họ bán cả đồ các kiểu. Ở đây ghế này thì định mua để ví dụ như là làm nông thì cần phải ngồi. Ở Hàn thì họ có một cái đặc trưng, nó là cứ gắn cái này vào đít, là đi đâu thì cũng mang theo cái ghế ở đít. Ghế dài này là 8.000 won một cái này, ghế thấp hơn một chút thì 7.000 won. Năm ngoái thì nhưng mà cái ghế này có cái đặc điểm là cứ phải xỏ cái chân vào rất là bất tiện. Nhà em thì lần trước em mua cái ghế nó có cái cài ấy các bạn, nhưng mà năm nay làm sao mà không thấy nó bán nữa. Cái này thấp hơn một chút thì 5.000 won. Năm nay không thấy cái loại ghế cài nhỉ, cái ghế mà nó có cái đai ấy thì mình chỉ cần cài vào là xong, chứ cái này phải xỏ chân vào rất là bất tiện. Em thì không thích cái loại này, lần sau thì chắc phải đi tìm cái khác. Ngoài ra thì định mua một đôi ủng, mà ở đây toàn những cái giày dép gì, không thấy ủng đâu. Găng tay các kiểu, rồi dây điện, ống nước, hay là họ xếp ở chỗ khác nhỉ, chả thấy. Ngoài ra họ còn bán các loại ghế khác này nữa. Đây ghế này để ngồi này, rồi còn đây là những cái túi để đựng đồ thu hoạch, ví dụ như là hành tây. Cái này người ta thường thu hoạch hành tây người ta cho vào. Rồi cái màng to hơn thì ở bên kia. Rồi xe các loại đồ nông nghiệp, càn cuốc. Đấy, chồng em bây giờ đang định đi mua đồ để làm cái nhà lưới. Làm nhà lưới thì nó thiếu một số những cái đồ đạc cho nên là phải đi mua. Ở trong này thì nói chung là mọi thứ thì giá cả không phải là rẻ, nhưng mà nói chung cũng gọi là bình thường. Đây cuốc xẻng các loại đầy đủ luôn. Đấy, má chú cứ có sơ. Đấy mua với cái này cắm xuống đất để buộc dây giữ cho nó. Ôi chú xìm, có to đó gì chẳng. Cắm xuống đất để buộc dây ấy. Đủ các loại luôn. Cứ bí đi. Bí đi cố trông hăng có ít sợ. Cứ có tôi chả cháu có thể hết. Đây đồ là đồ phun nước các bạn ạ, hệ thống tưới. Ồ nhìn có vẻ khá là ok nhỉ. Hệ thống tưới cái này bao tiền cái đây? 1.000 won một cái, cũng không đắt nhở, có phải không vậy? 1.000 won một cái nhỏ như thế này. Đây ví dụ như cái này là 1.000 won hả? Chắc lại made in Korea, made in Trung Quốc rồi. Đấy, rộng các bạn thấy đã tha hồ rộng, mà em đang tìm mua đôi ủng mà chả thấy đôi ủng ở đâu. Sao ở đây nó không bán ủng nhỉ? Ủa và trắng hoa cho kia hộp xế á? Áp thế? Em phải đi tìm mua đôi ủng này. Nói chung là vào đây mà đi mua đồ làm nông thì các cái hệ thống thì tha hồ mua. Rồi đây là những cái màng phủ nông nghiệp ấy, ni nông túi bóng các kiểu, rồi găng tay. Nói chung là đầy đủ. Bên này thì có bán các loại phân bón nước, rồi phân bón cứng, các loại đầy đủ. Xem nào, bữa chồng em hết vào. Ở đâu có mấy đôi ủng ấy nhỉ, định mua ủng. Đây các loại dao cắt các kiểu này, cắt tỉa rồi cắt cỏ rồi phát máy đầy đủ. Còn ở trong này là phân bón nước hoặc là các loại thuốc các bạn. Phân bón nước. Tìm xem cái loại da dễ nào để hôm nào về nhúng nhúng cái gì trồng cho nó da dễ mà. Đây, lại bón cho hoa hoặc hết các kiểu đầy đủ luôn. Ôi giời, bạt ngàn. Nói chung là ai mà có tiền mà mở ra mấy cái. Đây là những cái loại cho ớt này, cũng đắt. Một cái loại nhỏ xíu này mà có mười mấy nghìn các bạn. Nói chung là mấy cái đồ phụ này có đắt hơn đồ chính. Rất là nhiều loại. Chắc là phải nghiên cứu thêm nữa. Và sau khi chọn xong đồ thì ra đây thanh toán các bạn ạ. Ở bên này thì có chỗ thanh toán một bên, hai bên. Đấy. Khi mà đông người đi làm nông thì còn phải xếp hàng cơ. Tại vì họ mua rất là nhiều, đến mùa ví dụ như tháng sau ấy, họ làm nông đông hơn, họ đến họ mua nhiều đồ vật tư lắm. Hôm nay thì bây giờ đang giờ nghỉ trưa cho nên là cũng đang ít người.
Ở đây thì thanh toán cũng khá là nhanh và gọn. Đây là các loại phân bón nông nghiệp các bạn ạ. Ở Hàn Quốc thì phân bón họ cũng chia ra chuyên dụng rất là nhiều loại. Ví dụ như phân bón tổng hợp NPK thì gồm có cho tất cả các loại cây trồng rau củ quả, hoặc là phân bón chuyên dụng cho một số loại nào đó. Ví dụ như là phân bón chuyên cho ớt này, phân bón chuyên cho khoai lang này, phân bón chuyên cho khoai tây này, rồi phân bón chuyên cho dưa chẳng hạn đấy. Một số những cái ngành nghề nông nghiệp mà người ta trồng nhiều ấy, họ cũng làm một số những cái loại phân bón chuyên dụng như vậy. Ở Việt Nam mình thì cũng có những cái đặc thù như thế. Nói chung là ở bên này thì phân bón được nhà nước hỗ trợ tiền rất là nhiều, cho nên là nông dân thì cũng đỡ đi cái phần nào khá là áp lực trong cái việc trồng nông nghiệp. Dù vậy thì nông nghiệp vẫn là một cái ngành nghề kiếm được tiền khá là khó khăn tại Hàn Quốc, cũng giống như một số nước khác ở trên thế giới. Việt Nam mình cũng thế thôi, nông nghiệp cũng khá là khó đúng không ạ? Đây thì họ cũng bán một số những cái loại thực phẩm chăn nuôi gia súc như là cho bò, cho lợn đầy đủ. Ở bên này thì bò cũng là một trong những ngành chăn nuôi rất là phát triển và khá là lớn. Trại bò ở đây thì rất là to các bạn ạ. Và bên cạnh cơ sở bán vật tư nông nghiệp thì sẽ có một cái siêu thị chuyên phục vụ cho người dân ở xung quanh đây, hoặc là người đi làm nông ấy, họ cũng hay mua những cái đồ ăn, nước uống này, rồi tiện đi làm về thì cũng có thể đi qua đây để mua đồ ăn nữa. Cho nên là chỗ này business rất là ok. Mọi thứ nói chung phát triển rất là ngon. Lúc mà ra ruộng thì em sẽ gửi con cho bà nội chăm, và khi nào về thì đón về. Hai mẹ con thì lúc ở nhà hay chăm nhau như thế này. Hôm nay bé tập ngẩng đầu đấy cả nhà ơi. Bé hôm nay thì đã được gần 3 tháng rồi và tập ngẩng đầu vẫn chưa ngẩng được nhiều lắm. Mỗi lần thì mẹ tập cho khoảng 2 đến 3 phút, rất là siêng tập cùng mẹ. Mọi người ủn mông cho con lớn nào. Ngày hôm nay thì ra ruộng rất là lạnh, nhiệt độ bây giờ ở ngoài ruộng cũng chỉ khoảng 1 hoặc là âm 5 độ C, lúc nào nắng lên thì mới được 7 8 độ thôi. Vì vậy là việc làm nông bây giờ đa số là trong nhà lưới. Và cũng có việc nhiều rồi, và đến tháng sau thì sẽ rất là nhiều việc. Bây giờ thì bắt đầu những môi giới họ tuyển người này, họ tìm người để cho một cái vụ làm nông năm nay. Ai bây giờ cũng đang chuẩn bị. Nhà em thì đi mua vật tư và chuẩn bị đồ dùng, giống và phân bón. Bé thì tập được một tí nặng đầu rồi lại nghỉ rồi lại tập. Có mẹ ở bên cạnh thúc đẩy nên là con cũng sẽ siêng năng hơn. Hôm nay rất là vui chia sẻ đến mọi người, hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.